quả của cây đầu tiên thì thường thì ta dùng để nó ngâm rượu nha các bạn. Thì khi ngâm rượu thì nó có cái vị rất là thơm nha, có cái hương thơm và cái vị nó ngọt ngọt đắng đắng các bạn. Cây hoa của cây đầu tiên thì nó mọc từ trong thân nha các bạn. Ở cái cây đầu tiên này thì mình chưa thấy cái quả nữa các bạn. Các bạn thấy trong cái nhánh của nó thì nó có rất là nhiều cái nụ nha. Ở đây có ba nụ gần nhau nha các bạn. Ồ, ở đây thì cái hoa này, cây này do mình đến chụp hình sáng sớm bạn, thì cái hoa của nó chưa nở nha. Thì ở đây là một cái hoa nó rụng rồi nha các bạn. Thì mình trồng cái hoa nó có cái kết cấu cũng rất là thú vị. Cái hoa của kỳ đầu tiên thì nó sẽ nở về đêm nha các bạn.